Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con xe cuốc mini bánh hơi. Cuốc mini bánh hơi nhãn hiệu Kuta. Kuta KH12. Về đầu tiên thì em quay cho anh em xem cái phần gào của nó. Gào nó thì là gào hông 40 và bề cao là 60 nha. Cần dài. Cái loại 12 này thì cần cái dài dữ lắm anh em. Còn bánh hơi nó cũng trang bị cái cần dài để mình tiện mình làm việc nữa. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ dài luôn. Cái phần này thì nó có hai cái lỗ ắc đây nè. Lỗ trong thì nó dành cho đào sâu và ở ngoài thì dành múc cao. Đó, nhập họ thiết kế cũng hay lắm anh em. Bốn vỏ bánh thì rất là đẹp. Đó, vỏ 10 15. Đó, tương đối đẹp. Full bed. Full bed. Này là hợp tác với lại gì á? Họ cũng á. Để dỡ cái máy lên cho mình. Con này nó xài cái động cơ Kuta 3 máy. Ram, em thấy không? Ram dàn chân đồ cực kỳ chắc cú luôn. Đây, động cơ 3 máy, Kuta 3 máy. Rồi khỏi cũng được. Rồi bỏ xuống đi. Rồi được rồi. Cái động cơ đẹp mà quay sơ ra. Dàn gầm mà, không? Mới vừa rửa xong luôn. Đẹp ghê. Hệ thống lái nè, vô lăng, lái vô lăng. Rồi cần thiết rồi nên ghế. Rất là cao luôn. Hôm nay thì nó xài 1702 giờ. Về nó bị vỡ cái kính đó, giống như nó có những cái món đồ khác nó đè lên đó anh em. Nó không được. Xe nó không có cabin, nó trống quá. Vô công là anh em biết rồi. Tay lái nè, có cái nấm xay rồi luôn ha. Cần thiết rồi đó. Rất là đẹp. Đây cho nổ đi đó này. Để em cho nổ mình thao tác cho anh em. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm ủng hộ Nông Cơ Nguyễn Châu em trong thời gian qua.
Rồi, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh em và chúc anh em một buổi tối tốt lành, vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.